một số đèn bản trên màn hình taplo màn hình thông tin sau vô lăng ngoài giúp tài xế biết tốc độ vòng tua máy mức xăng còn có tác dụng cảnh báo đối với lái xe một đèn cảnh báo phanh tay nếu sáng báo hiệu đang hãm phanh tay hai đèn cảnh báo nhiệt độ khi xe xuất hiện đèn cảnh báo nhiệt độ nước tức là động cơ đang nóng lên quá mức nguyên nhân có thể là tải nặng lên dốc gắt dài do thiếu nước làm mát hoặc hệ thống làm mát đang gặp sự cố ba đèn báo áp suất dầu ở mức thấp khi hệ thống cảm biến phát hiện ra áp suất dầu bôi trơn ở dưới ngưỡng không an toàn thì đèn này sẽ bật sáng. Nguyên nhân thiếu áp suất dầu có thể là do dầu bị dò dỉ và thiếu hao dầu, bơm dầu hỏng. Bốn đèn cảnh báo túi khí. Khi trên táp lô ô tô đèn túi khí sáng khi máy đang nổ là hiện cách để cảnh báo cho tài xế biết hệ thống túi khí đang có lỗi. Một số nguyên nhân thông thường gây ra hiện tượng này như rắc điện bị oxy hóa hoặc bị đứt, cuộn xoắn trên vô lăng bị đứt hay cảm biến túi khí có vấn đề. Năm cảnh báo lỗi ắc quy điều tối kỵ cần tránh là tháo ác quy trong lúc xe đang nổ hậu quả là nhiều hệ thống trên xe bị tê liệt thậm chí chết hẳn sáu cảnh báo chưa thắt dây an toàn dây an toàn là bộ phận giúp người bên trong xe giảm thiểu tối đa rủi ro khi xe có va chạm mạnh tài xế nên chủ động nhắc nhở những người đi cùng trên xe thắt dây an toàn nếu thấy xuất hiện đèn này bảy đèn báo cửa xe đang mở các dòng xe cao cấp nếu được trang bị cửa hít thì việc đóng chặt cửa xe không hề khó khăn nhưng các xe tầm trung trở xuống được trang bị cửa hít là điều không thể khi xuất hiện cảnh báo này thì cần phải đóng lại cửa. 8 đèn báo nắp capo đang mở. Nếu đèn báo này bật sáng, lái xe nên cho xe dừng lại để đóng chặt nắp capo lại. 9 đèn báo động cơ khí thải. Đây là một trong những đèn báo quan trọng nhất trong bảng đồng hồ. Nếu xe vận hành bình thường, nó sẽ tắt đi ngay sau khi khởi động. Nếu không tắt, điều đó có nghĩa là động cơ xe gặp một số vấn đề và lượng khí thải CO2 đã vượt quá mức giới hạn. Giới hạn